Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ thay thế tổng tài bức hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 16. Phù Dung không dám làm ồn, im lặng quan sát Mạc Tử Thâm, cố suy nghĩ xem có chuyện gì đang xảy ra. Một lúc sau đó mặt của Phù Dung cũng tái đi, tim đập loạn liên hồi, bởi vì cô mới vừa hiểu ra vì sao Mạc Tử Thâm lại trở nên kỳ lạ như vậy rồi. Trong cái sự im lặng đáng sợ này, bên cạnh tiếng động cơ xe chạy điên cuồng, Phù Dung còn nghe thấy được tiếng tích tắc rất nhỏ. Trong xe có bom. Gương mặt của Phù Dung lập tức tái mét, đầu óc trở nên trống rỗng. Tử Thâm, phải làm sao bây giờ? Em bình tĩnh. Mạc Tử Thâm dường như đã suy nghĩ xong, anh lấy lại thái độ thường ngày của mình mà trấn an Phù Dung. Giờ em cứ làm theo lời anh là được nhá. Dạ vâng. Phù Dung gật đầu ngay lập tức. Kinh nghiệm đối phó với thứ này, Phù Dung hoàn toàn mù mịt. Nhưng Mạc Tử Thâm thì khác. Trước khi trở thành tổng giám đốc của DSM, Mạc Tử Thâm đã từng lăn lộn trong tổ chức hơn 10 năm. Mấy cái thứ đồ chơi này Mạc Tử Thâm coi như cũng dành một chút. Phù Dung tin Mạc Tử Thâm có thể xử lý được, nhất định phải là như vậy. Phù Dung, em mở cửa xe ra đi, tháo dây an toàn nữa. Phù Dung làm theo. Giọng nói của Mạc Tử Thâm vang lên đều đều. Đến khi tôi bảo nhảy, em nhất định không được chần chừ. Nhảy mạnh ra khỏi xe biết không? Nếu có bị thương thì cũng cứ ngồi yên đó, đừng đi lung tung. Bên tình ứng viên chắc cũng sắp đến rồi, bọn họ sẽ đưa em đi đến bệnh viện sau. Mạc Tử Thâm vẫn duy trì tốc độ xe chạy không đổi. Anh lái ngoằn ngoèo không còn là phương hướng lúc đầu nữa. Vậy còn anh thì sao? Bàn tay của Phù Dung khựng lại, đột nhiên cảm thấy hốt hoảng, trong lòng bất an mà hỏi lại Mạc Tử Thâm. Mạc Tử Thâm im lặng, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh mình. Hiện tại Phù Dung đã không còn bộ dáng lạnh lùng hay danh mãnh thường ngày được rồi. Mạc Tử Thâm như thấy lại cô nàng ngây thơ mà ngốc nghếch năm xưa. Cô ấy đang lo lắng cho anh sao? Em lại ngốc nữa rồi. Mạc Tử Thâm bật cười, quay nhìn lại về con đường trước mặt, ánh mắt tối hơn. Tôi đương nhiên cũng sẽ nhảy khỏi xe cùng lúc với em rồi. Đừng lo lắng tào lao nữa, em mau chuẩn bị đi, không còn nhiều thời gian đâu. Được, tôi nghe lời anh. Nhưng chúng ta bỏ xe nhảy ra ngoài, vậy thì chiếc xe này sẽ như thế nào? Phù Dung vẫn không thể nào yên tâm được. Em đừng lo, tôi đã có tính toán. Mạc Tử Thâm vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Phù Dung. Xe đang đi với tốc độ nhanh như thế này, sau khi chúng ta nhảy khỏi, nó vẫn sẽ duy trì tốc độ chạy nhanh về phía trước, ít nhất cũng đủ xa không khiến chúng ta phải nổ chết đâu. Mạc Tử Thâm hoàn toàn đem cho Phù Dung cảm giác an toàn. Cô lựa chọn tin tưởng anh, dù sao thì đây cũng là lựa chọn duy nhất rồi. Được, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phù Dung nghe lời Mạc Tử Thâm, mở cửa xe, tháo dây an toàn rồi thủ thế để có thể nhảy ra khỏi xe một cách nhanh nhất. Phù Dung, nhất định khi tôi hô lên, lại phải nhảy khỏi xe đó. Chúng ta chỉ có duy nhất một cơ hội này thôi. Mạc Tử Thâm căn dặn. Chiếc xe lao băng băng trên đường lớn. Khung cảnh xung quanh đường hùng vĩ nên thơ, nhưng hai người bên trong lại chẳng còn tâm trạng nào mà nhìn ngắm nữa rồi. Được, anh cũng phải như vậy. Mạc Tử Thâm im lặng, ánh mắt càng thêm nặng nề, vẫn chìm chăm chú vào trong đường trước mặt. Nhảy. Đến một khúc ngoặt, Mạc Tử Thâm hô lớn một tiếng, Phù Dung lập tức nhảy mạnh ra khỏi xe. Cô lộn tròn trên mặt đường mấy vòng, va vào bên trong lề đường. Phù Dung còn chưa kịp ổn định lại cơ thể đã vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm hình ảnh của người đàn ông đi cùng với cô. Két. Thế nhưng Phù Dung lại không thấy được cảnh tượng Mạc Tử Thâm lao ra khỏi xe. Cái cô thấy là chiếc xe hơi đang chạy với tốc độ kinh hoàng, lại đột ngột bẻ quặp tay lái. Nó chuyển hướng lao thẳng về đường chắn bên ngoài. Chiếc xe đâm thẳng vào thanh chắn, lao ra khoảng không trung rồi rớt nhanh xuống biển lớn. Ầm. Không. Những hình ảnh đó chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng đối với Phù Dung không khác gì một cuốn phim quay chậm đang nghiền nát trái tim cô. Phù Dung hét lớn để đau đớn. Mạc Tử Thâm vẫn còn đang ngồi trên ghế lái là sao chứ? Anh lừa cô, không thể nào như vậy được. Mạc Tử Thâm. Phù Dung đau đớn hô lớn tên anh, nước mắt tuôn ra. Cô chống tay đứng dậy rồi lại ngã xuống. Chân Phù Dung bị va đập mạnh do cú nhảy, không thể đứng nổi.
máu không ngừng chảy ra từ chỗ vết thương. Phù Dung đau đến cắn răng nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, dùng hai tay cố gắng mà bò từng bước đến thanh chắn bên đường. Cô nhoài người ra khỏi con đường, cúi đầu nhìn xuống mặt nước biển. Tử Thâm, không, Tử Thâm, anh ở đâu? Phù Dung cố gắng tìm kiếm bên dưới mặt biển xanh thẳm, không nhìn thấy hình bóng của người đàn ông nào cả, chỉ có chiếc xe hơi đang chìm dần xuống mặt nước biển, chẳng mấy chốc như đã bị nuốt chửng bởi đại dương bao la. Rầm rầm, sóng biển bỗng dưng đánh thật lớn, bên dưới dường như đang có thứ gì đó chuyển động mạnh. Bùng, tiếng nổ cực lớn vang lên, cột nước dâng cao, nước biển bắn tung tóe, bắn hẳn lên mặt của Phù Dung đang ở bên trên. Không, không, không thể nào. Trái tim của Phù Dung lập tức rớt xuống đáy vực, cô mấp máy không thành lời, đôi môi run rẩy nhìn chằm chằm xuống bên dưới. Mặt nước biển đang dần nhuốm màu đỏ của máu. Là máu ở đâu vậy? Tử Thập, không. Phù Dung lắc đầu nguầy nguậy, điên cuồng gào thét, móng tay bấu chặt xuống mặt đường đến bật máu, nhưng cô chẳng còn cảm nhận được đau đớn gì nữa. Hiện tại Phù Dung chỉ biết một người quan trọng của cô đang bị chôn vùi dưới dòng nước lạnh băng đó. Cô phải xuống đó với anh ấy. Đúng vậy, cô phải xuống đó. Cô phải cứu Mạc Tử Thâm. Phù Dung nhổm người dậy, cả người lao ra khỏi thanh chắn. Cô muốn xuống đó tìm Mạc Tử Thâm. Anh ta không thể chết. Mạc Tử Thâm sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi cô như vậy được. Nhưng Phù Dung đã không thể xuống với Mạc Tử Thâm được. Phù Dung, em điên à? Cả người Phù Dung bị ôm chặt từ phía sau, thân hình lơ lửng, dường như chỉ cần Từ Ngưng Viên chậm một giây nữa thôi là cô nàng đã thực sự rơi xuống biển rồi. Vòng tay của Từ Ngưng Viên run run, trong lòng anh cực kỳ sợ hãi. Phù Dung bị Từ Ngưng Viên lôi ngược trở lại con đường lớn. Từ Ngưng Viên, Phù Dung ngơ ngẩn nhìn người trước mặt. Là tôi. Từ Ngưng Viên thấy Phù Dung đang dần tỉnh táo lại thì khẽ thả lỏng tay mình ra. Em đang làm gì vậy hả? Từ Ngưng Viên và Lãnh Khiêm đang lái xe đằng sau thì lại nghe thấy tiếng động lớn. Hai người vội vã chạy đến thì thấy Phù Dung đang muốn nhảy xuống biển, cả người đều chật vật, còn Mạc Tử Thâm thì lại không thấy đâu cả. Bộ dáng khổ sở hiện tại của Phù Dung khiến Từ Ngưng Viên cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Mắt của Phù Dung dại ra, sau khi nhận rõ người trước mặt là Từ Ngưng Viên thì sáng lên một chút. Từ Ngưng Viên, anh mau đi cứu Mạc Tử Thâm đi, mau lên. Phù Dung kéo Từ Ngưng Viên về lại bên mép đường, chỉ xuống mặt biển đang không ngừng dậy sóng. Phù Dung lúc này cực kỳ kích động, hoảng hốt và hoang mang, thần trí đã không còn tỉnh táo. Mắt cô thấy chỉ toàn là màu máu, nhìn đâu cũng mờ mờ. Cô run run níu lấy cánh tay của Từ Ngưng Viên, nói trong tiếng khóc. Mạc Tử Thâm rơi xuống đó rồi. Trong xe của anh có bom. Tử Thâm cùng với chiếc xe lao thẳng xuống biển để cứu tôi. Từ Ngưng Viên, đi cứu Mạc Tử Thâm, tôi xin anh đó. Làm ơn cứu anh ấy đi. Cứu anh ấy mau đi. Câu nói càng về cuối, Phù Dung càng hét lớn lên, rồi lại im bặt. Đả kích quá lớn, Phù Dung không thể nào chịu nổi mà ngất đi, cả cơ thể theo xu hướng rơi xuống. Từ Ngưng Viên vội vàng đưa tay kéo lấy Phù Dung ôm vào lòng, giữ chặt lấy cô để không bị ngã. Anh nhìn xuống bên dưới mặt biển, ngoài những cơn sóng đánh mạnh ra, hoàn toàn không thể nhìn thấy chiếc xe hay Mạc Tử Thâm ở đâu nữa cả. Môi Từ Ngưng Viên mím chặt lại, cả người đều ngập tràn trong giận dữ. Rốt cuộc là ai muốn lấy mạng anh đây? Sếp, mau đưa cô Phù Dung lên xe cứu thương đi. Lãnh Khiêm từ sau chạy tới, anh đã gọi cứu hộ và cả cứu thương. Hiện trường tai nạn nhanh chóng được khoanh vùng. Rất nhanh sau đó, chiếc xe của Từ Ngưng Viên đã được vớt lên khỏi mặt biển. Cả thân xe cháy rụi, không có dấu hiệu của sự sống. Phù Dung được xe cứu thương đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cả cơ thể cô bị va đập mạnh do cú ngã, lại chịu kích động lớn. Sau khi trải qua cơn cấp cứu kéo dài thì vẫn luôn ở trạng thái hôn mê. Phù Dung nằm trên giường bệnh đã một ngày rồi, vẫn chưa hề tỉnh lại. Từ Ngưng Viên càng lúc càng cảm thấy suy sụp. Niệm Thâm được Từ Ngưng Viên đón đến bệnh viện, ngày ngày đều bám chặt vào thành giường, nắm lấy tay của Phù Dung. Cô bé mếu máo, mắt đỏ ửng nhưng vẫn ngoan cố không rơi một giọt nước mắt. Từ Ngưng Viên nhìn thấy hình ảnh đó thì càng thêm đau lòng. Cái tính cứng đầu này của con bé quả thật là giống Phù Dung. Từ Ngưng Viên vẫn không dám nói với Niệm Thâm về chuyện của Mạc Tử Thâm, chỉ nói qua loa là Mạc Tử Thâm có việc bận phải đi xa rồi.
Chú ơi, bố Tử Thâm khi nào mới quay về ạ? Đến ngày thứ hai, Phù Dung vẫn không tỉnh dậy. Niệm Thâm nhìn về phía Từ Ngưng Viên mà yếu ớt hỏi. Từ Ngưng Viên bỗng dưng không thể đối mặt được với ánh mắt này của Niệm Thâm. Nó quá giống với Phù Dung, khiến anh không thể nào chống lại được, càng không thể nào nói dối nó. Từ Ngưng Viên bước đến một bước, bế Niệm Thâm lên mà ôm con bé vào lòng. Bố Tử Thâm mất rồi ạ? Niệm Thâm lại tiếp tục hỏi tiếp, giọng nói nghẹn ngào của bé khiến tim Từ Ngưng Viên đau thắt lại. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận vậy được. Bọn chú vẫn chưa tìm thấy. Từ Ngưng Viên ngập ngừng trả lời cho cô bé. Không biết Niệm Thâm có thể hiểu được bao nhiêu, nhưng cô bé chỉ im lặng gục trên vai của Từ Ngưng Viên. Từ Ngưng Viên buông Niệm Thâm ra, đặt con bé ngồi lại lên ghế bên cạnh giường, yêu thương mà vuốt má bé. Tiểu Niệm à, hiện tại chúng ta trước hết chăm sóc cho mẹ con trước có được không? Con ở bên cạnh mẹ Phù Dung, trò chuyện với mẹ, gọi mẹ dậy nào. Mẹ dậy rồi chúng ta có thể cùng nhau đi tìm kiếm bố Tử Thâm của con nhé. Dạ. Niệm Tâm ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại quay sang ôm lấy cả người Phù Dung, khẽ thủ thì điều gì đó mà Từ Ngưng Viên không nghe rõ. Từ Ngưng Viên thở dài, để lại căn phòng cho hai mẹ con Phù Dung. Anh khép cửa lại rồi rời đi. Ngưng Viên, con đi đâu vậy? Bà Nghiêm thấy Từ Ngưng Viên bước ra từ phòng bệnh thì vội vàng hỏi. Trên tay bà còn xách theo đồ của Niệm Thâm. Con bé nằng nặc ở lại phòng bệnh của Phù Dung, vì vậy mà bà Nghiêm cũng đến để chăm sóc Niệm Thâm. Con đến chỗ cảnh sát hỏi thử xem có tin tức gì của Mạc Tử Thâm không. Giọng của Từ Ngưng Viên khàn khàn, nói xong còn không nhịn được mà ho một cái. Bà Nghiêm nhìn bộ dạng của Từ Ngưng Viên hiện tại thì rất đau lòng. Kể từ lúc Phù Dung xảy ra tai nạn đến giờ, Từ Ngưng Viên chưa hề chợp mắt một chút nào cả. Trên người của anh ta cũng là bộ quần áo lúc đưa Phù Dung cấp cứu ra đến giờ. Con ghé về nhà tắm giường nghỉ ngơi một chút đi, rồi hãng qua cảnh sát. Không cần đâu mẹ. Từ Ngưng Viên lắc đầu, vẫn giữ ý định của mình. Nhưng mà bà Nghiêm vẫn muốn tiếp tục khuyên nhủ Từ Ngưng Viên. Mẹ à, mẹ vào trong Tiểu Niệm giúp con. Con đi đây. Từ Ngưng Viên nói vội rồi bước qua khỏi chỗ bà Nghiêm. Hiện tại anh không có tâm trí nào để nghỉ ngơi cả. Anh cảm thấy nên mau chóng tìm ra người gây chuyện, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho mẹ con Phù Dung được. Chuyện tai nạn xảy ra bất ngờ đó, Từ Ngưng Viên cảm thấy trách nhiệm thuộc về anh. Chiếc xe đó đáng lẽ là do anh lái, vì vậy kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là đang nhằm vào anh. Nhưng không ngờ Mạc Tử Thâm lại nhảy vào giữa chừng. Nếu như vậy chẳng phải những người bên cạnh anh đều đang bị liên lụy mà kéo vào nguy hiểm sao? Bà Nghiêm quay lại nhìn theo bóng lưng của Từ Ngưng Viên, khẽ thở dài trong lòng. Đứa con này của bà từ khi còn trẻ đã phải gánh quá nhiều trách nhiệm ở trên vai rồi. Tiểu Niệm. Bà Nghiêm mở cửa bước vào phòng bệnh, tiến đến bên cạnh giường bệnh, khẽ gọi Niệm Thâm. Niệm Thâm nghe tiếng gọi mình, khẽ ngừng đầu lên nhìn bà. Đôi tay nhỏ xíu vẫn đang nắm chặt lấy tay của Phù Dung không buông. Cháu có đói không? Ăn chút cháo nhé. Bà Nghiêm lo lắng mà hỏi. Dạ không ạ. Niệm Thâm lắc đầu, thu ánh mắt về rồi lại nằm xuống bên cạnh giường của mẹ cô bé. Gương mặt đầy buồn bã, nhưng lại nghĩ đến điều gì, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bà Nghiêm. Bà ơi, cháu không chịu ăn là không ngoan đúng không ạ? Vậy nếu cháu ngoan ngoãn ăn cháo, mẹ có thể tỉnh dậy với cháu không? Mẹ sẽ không bỏ cháu mà đi đúng không? Tiểu Niệm ngoan, cháu lúc nào cũng ngoan mà, mẹ sẽ không bỏ cháu đâu. Bà Nghiêm Từ Vân đau lòng vuốt tóc cô bé mà an ủi. Niệm Thâm nghe bà Nghiêm nói chỉ cúi đầu không đáp, rồi lại nhoài người ôm lấy mẹ cô ở trên giường bệnh. Vết thương của Phổ Dung không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn mãi hôn mê không chịu tỉnh là do đả kích tinh thần quá lớn. Bệnh nhân không chịu nổi tổn thương mà không muốn tỉnh lại. Việc có thể tỉnh lại hay không đều hoàn toàn dựa vào ý chí của Phổ Dung mà thôi. Vì vậy dù Từ Ngưng Viên đã đổ bao nhiêu tiền bạc, mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trên thế giới về trị thương cho cô, Phù Dung vẫn chỉ mãi nằm im trên giường bệnh. Lúc Từ Ngưng Viên cùng bác sĩ nói chuyện, Niệm Thâm núp một bên cạnh đã nghe thấy được tất cả. Cô bé mới 4 tuổi, suy nghĩ non nớt khiến nỗi bất an càng lớn hơn. Bà Nghiêm nhìn về Phù Dung vẫn nằm im ở trên giường bệnh mà cảm thấy bất lực. Bà chỉ có thể cầu nguyện người con gái này có thể mạnh mẽ vượt qua. Trong căn nhà ở ngoài vùng ngoại ô yên ắng,
Nhạc Thanh Giao đang ngủ yên trên chiếc giường nhỏ, bỗng phía cửa sổ vang lên tiếng lục tục rất nhỏ. Nhạc Thanh Giao hoảng hốt mà mở mắt ra. Ai đó? Nhạc Thanh Giao ngồi bật dậy, lớn tiếng hỏi, trong lòng tràn đầy sợ hãi, gương mặt trắng bệch. Phía ngoài cửa sổ vẫn không vang lên tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối. Nhạc Thanh Giao nuốt nước bọt, chần chừ một chút rồi bước xuống giường mà đi chậm chậm về phía cửa sổ đó. Bên ngoài vẫn là một mảng tối đen như mực. Két. Đúng lúc này bỗng dưng cánh cửa đó mở bung ra, một bóng người nhảy vào. Nhạc Thanh Giao sợ hãi mà hét lớn lên. A! Tiếng hét lập tức im bặt, miệng của Nhạc Thanh Giao bị bịt chặt lại. Cô mở mắt lên, nhìn người trước mặt đang khống chế mình. Một người đàn ông tóc bạc, mắt màu xanh ngọc khiến cho người khác cảm thấy nó lạnh lẽo. Ánh mắt sắc lạnh mang theo uy hiếp bẩm sinh khẽ nhíu lại, uy hiếp Nhạc Thanh Giao phải im lặng. Nhạc Thanh Giao lập tức hiểu ý mà gật gật đầu. Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, sau đó mới buông tay ra. Nhạc Thanh Giao sợ hãi mà lùi về sau mấy bước. Người để đây làm gì? Nhạc Thanh Giao cảnh giác mà hỏi người trước mặt. Đến thăm cô. Người đàn ông nhếch môi, giọng nói trầm trọng. Tôi không có nhàm chán như vậy đâu. Tôi đến để báo cho cô biết một chuyện. Người mà cô căm ghét, tôi đã xử lý rồi. Giọng nói người đàn ông lạnh lùng, gương mặt của Nhạc Thanh Giao lại tái thêm một chút nữa. Người mà cô ghét. Phù Dung nó chết rồi sao? Nhạc Thanh Giao ngẩng phát đầu dậy mà hỏi lại. Con nhỏ đó chết thật rồi, nhanh như vậy sao? Cũng gần như là thế. Nó hôn mê 3 ngày nay rồi. Tôi vẫn đang cài người trong bệnh viện. Nó nằm ở đó thêm 1 ngày nữa thôi là sẽ đi gặp ông bà ngay ý mà. Người đàn ông ung dung mà ngồi xuống chiếc ghế duy nhất có trong phòng. Nhạc Thanh Giao đứng cách xa hắn đầy sợ hãi. Người đàn ông này là ma quỷ. Cô hài lòng chứ? Được rồi. Anh cứ nói thẳng ra là có ý gì đi. Không cần vòng vo như vậy đâu. Nhạc Thanh Giao thực sự không thể chịu nổi cái không khí chết tiệt này nữa rồi. Cổ họng cô như bị siết chặt, hô hấp khó khăn. Thực sự chỉ là đến báo tin tốt cho cô thôi mà. Không cần phải căng thẳng như thế chứ. Làm sao anh có thể ra tay nhanh như vậy? Nhạc Thanh Giao nhịn không được mà hỏi lại. Người đàn ông này rốt cuộc có thân phận như thế nào? Ở nơi này của cô, Từng Ngưng Viên đã cho người bảo vệ kỹ lưỡng, vậy mà hắn ta vẫn có thể ra vào như chỗ không người. Yêu cầu xử lý Phù Dung cô vừa mới nói ra, hắn cũng có thể thực hiện. Tôi làm như thế nào? Không cần cô biết. Giọng người đàn ông trở nên lạnh lùng hẳn. Hắn ta không thích nghe Nhạc Thanh Giao bắt bẻ mình. Chuyện của cô cần phải quan tâm là lấy cho tôi bằng được 10% cổ phần của TGVTIC. 1 tuần nữa tôi cần dùng đến nó. 10%? Nhạc Thanh Giao không thể tin nổi mà hỏi lại. Anh điên à? Làm sao tôi lấy được nó? Từ Ngưng Viên sẽ cho cô. Nó chẳng phải đang rất ăn năn hối lỗi với cô sao? Cứ khóc lóc thảm thương vào, chắc chắn nó sẽ đưa thôi. Hơn nữa con đàn bà mà nó yêu chẳng phải sắp chết rồi sao? Cô cứ tranh thủ vào khoảng thời gian này mà đòi hỏi ở nó, chắc chắn sẽ thành công. Gã đàn ông nói xong thì cười khục khặc trong họng. Tiếng cười vang lên giữa đêm tối càng khiến Nhạc Thanh Giao cảm thấy giận người. Cô vội vàng vòng tay ôm lấy cánh tay của mình, trả lời vội vàng. Tôi biết rồi, khi nào lấy được cổ phần tôi sẽ báo. Tốt, nhớ lấy. Cô chỉ có 5 ngày thôi. Sau 5 ngày nếu như cô không lấy được thì... Người đàn ông nói tới đây thì im bặt không nói nữa, chỉ có ánh nhìn lạnh lẽo xoáy thẳng về hướng Nhạc Thanh Giao khiến cô run rẩy. Tôi sẽ cố hết sức. Nhạc Thanh Giao lắp bắp, quay mặt đi không dám nhìn đối diện người đàn ông. Không gian trở nên im lặng. Nhạc Thanh Giao không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng nữa. Bên tai vang lên tiếng bước chân thật khẽ. Một bóng hình lướt qua, nhảy ra ngoài cửa sổ rồi biến mất. Vù vù, gió ở ngoài thổi vào khiến cho Nhạc Thanh Giao lạnh run. Cô len lén quay đầu nhìn lại về chiếc ghế ban nãy. Trên ghế đã không còn ai ngồi cả. Nhạc Thanh Giao nhanh chóng bước tới, đóng mạnh cửa sổ lại, khóa kỹ, kéo rèm kín mít. Sau đó cô nàng ngồi bệt xuống sàn nhà, cả người run rẩy. 4 năm nay Nhạc Thanh Giao vừa phải phòng hờ Từ Ngưng Viên phát hiện ra mình là giả mạo.
vừa phải đề phòng người đàn ông này, lại vừa phải lo lắng không biết khi nào Phù Dung sẽ quay trở về trả thù. Mọi thứ khiến cho Nhạc Thanh Giao sống không bằng chết. Cô cắn răng bật khóc. Tại sao bọn người đó luôn phải ép cô đến đường cùng? Nhạc Thanh Giao không thể bao giờ quên được lần đầu tiên gặp được người đàn ông ban nãy. Hơn 4 năm trước, khi cô đang cao chạy xa bay ở trời Âu, Nhạc Thanh Giao gặp được người đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Gương mặt lai giữa Âu với Á, sóng mũi cao, gương mặt góc cạnh, mắt xanh ngọc, tóc bạch kim. Nhưng chỉ một giây sau đó, khi hắn ta nhìn về cô thì Nhạc Thanh Giao đã không còn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó nữa rồi. Sau đó bắt đầu là thời gian mà Nhạc Thanh Giao không bao giờ muốn xảy ra. Thật ra cái mà cô muốn là cuộc sống bình an khác, không phải Nhạc Thanh Giao, không liên quan gì tới nhà họ Nhạc, càng không liên quan tới nhà họ Từ. Nhạc Thanh Giao không hề ham hố gì việc ở bên cạnh Từ Ngưng Viên cả. Anh ta là ác mộng đối với cô. Đến tận thời điểm hiện tại, Nhạc Thanh Giao vẫn không thể nào quên được ánh mắt kinh khủng mà năm đó Từ Ngưng Viên đã nhìn cô khi Huy Vũ chết. Nhạc Thanh Giao, cô là đồ giết người. Từ Huy Vũ chết là vì cô. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Từ Ngưng Viên bảo sẽ khiến cho cô cả đời không có được hạnh phúc. Kể từ khi Huy Vũ chết, quả thật hạnh phúc của cô cũng đã bị cướp mất rồi. Dù Nhạc Thanh Giao biết Phù Dung và Từ Ngưng Viên yêu nhau, tuy có ganh tị nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ quay trở lại. Thế nhưng Nhạc Thanh Giao lại bị cuốn vào dòng xoáy định mệnh đó. Phù Dung sắp chết rồi ư? Vậy mà nó sắp chết rồi. Nhạc Thanh Giao vừa khóc rồi lại vừa cười. Vì sao cô không thể vui vẻ một chút nào vậy? Phù Dung chết đi nhưng xem ra vẫn còn hạnh phúc hơn cô. Vì sao Nhạc Thanh Giao cô phải sống trong đau khổ như thế này chứ? Tại bệnh viện trung tâm thành phố, đêm khuya, cả hành lang bệnh viện vắng lặng. Một người mặc đồ bác sĩ, mặt mũi thâm trầm, bàn tay lăm lăm chiếc kim tiêm nhọn hoắt. Bà Nghiêm khi nãy dỗ Niệm Thâm ngủ xong đã rời đi. Bà ghé về biệt thự Từ gia lấy thêm ít đồ để mai Niệm Thâm thay. Trong phòng bệnh, người phụ nữ vẫn nằm nhắm mắt, cả người buông thõng không một chút sức sống. Bên giường bên cạnh là một cô bé 4 tuổi. Đêm đã khuya nhưng cô nhóc vẫn không ngủ được, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào mẹ của cô. Bé chỉ là giả ngủ để bà Nghiêm không nghi ngờ mà thôi. Bàn chân của bé nhỏ xíu leo xuống giường rồi lại trèo lên giường của Phù Dung. Cả người con bé run rẩy rúc vào lòng của Phù Dung, hai cánh tay non nớt ôm không hết cả người mẹ cô. Mami, Niệm Thâm khẽ nói, mặt miếu máu. Mami tỉnh lại với Tiểu Niệm đi được không? Bố Từ Thâm không có ở đây, con sợ lắm. Phù Dung đã hôn mê được 3 ngày rồi, nỗi sợ trong lòng Niệm Thâm ngày một lớn hơn. Niệm Thâm sợ rằng mẹ sẽ ngủ mãi mãi không tỉnh dậy nữa. Mami, đừng bỏ rơi Tiểu Niệm mà. Giọng nói thút thít vang vọng khắp căn phòng bệnh. Niệm Thâm nằm ngoài chăn ôm lấy Phù Dung, cả người cô bé đều nóng ran, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ mình. Phù Dung lúc này đang ngồi giữa một khoảng không gian bao la tối mịt mù, cả người đều đẫn, không muốn làm gì, cũng không muốn phải nghĩ điều gì nữa. Cô cứ ngồi đó, mặc cho bóng tối cắn nuốt, để thời gian cứ trôi đi trong vô định. Mami, mami. Ai, ai đang gọi cô à? Phù Dung hé mắt nhìn ra xung quanh, nhưng vẫn chỉ là bóng tối, không hề có ai khác. Cô lại rũ mắt xuống, nhắm hờ lại. Đừng bỏ Tiểu Niệm mà. Giọng nói con nít đó lại vang lên một lần nữa. Tiểu Niệm. Tiểu Niệm là ai nhỉ? Phù Dung ngẩn ngơ, não không thể xử lý kịp dữ liệu này. Bên tay cô dần dần cảm nhận được hơi nóng. Có thứ gì đó nóng hổi đang nằm ngay tay cô. Đó là thứ gì vậy? Khó chịu. Mami. Những tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tiếng khóc thút thít của con nít. Đầu của Phù Dung như muốn nổ tung ra. Tiểu Niệm, Mạc Tử Thâm, Niệm Thâm. Tiểu Niệm. Phù Dung mở lớn mắt ra, hoảng sợ mà hô lên. Thế nhưng chẳng có tiếng nói nào phát ra cả. Trên miệng cô đang bị bịt bởi ống thở, không thể nói chuyện. Tiểu Niệm chẳng phải là con gái cô sao? Phù Dung hoảng loạn, đảo mắt mệt mỏi mà nhìn khắp nơi, hy vọng tìm thấy hình bóng con bé. Mắt cô mỏi quá, cả người cũng cứng đờ. Cả cơ thể này dường như không còn thuộc về cô nữa rồi. Ánh mắt đi qua cục bông nhỏ đang nằm gần tay cô lập tức dừng lại. Cả mặt Tiểu Niệm đỏ bừng, mê man. Con bé bắt đầu mê sảng rồi. Nước mắt của Phù Dung ứa ra,
cô lại khiến con gái mình lo lắng cho mình. Cô lại một lần nữa muốn bỏ rơi con bé mà chạy trốn đau khổ của chính bản thân mình. Phù Dung tràn đầy tự trách, tiếng nấc nghẹn ngào, tưởng niệm càng trở nên nóng hơn. Phù Dung dằn cơn đau đớn trong lòng lại, cố gắng cử động tay của mình, bàn tay khẽ nhúc nhích nhưng không thể nhúc lên được. Mẹ ơi, nóng, tưởng niệm nóng. Niệm thầm sốt đến lợi hại, cả thân hình hiện tại không khác gì hòn than đỏ. Phù Dung trở nên hoảng loạn, những tiếng ú ớ trong miệng không thành câu, cố gắng kêu gào người đến giúp nhưng không thành công, không ai để ý đến những tiếng thều thào của cô cả. Khốn kiếp, Phù Dung mắng bản thân mình vô dụng, một lần nữa cố gắng cử động tay mình, bàn tay chỉ có thể di chuyển 5 cm thì lại rớt lại xuống sàn. Đúng lúc Phù Dung tuyệt vọng thì lại nhìn thấy sợi dây có nút ấn màu đỏ ngay cổ tay. Phù Dung làm bừa bấm đã đến đó, không ngờ tiếng chuông báo trong phòng lại reng lên inh ỏi. Đây là chuông báo là từ ngưng viên thiết kế riêng cho Niệm Thâm, để khi nào con bé cần sự giúp đỡ thì bấm gọi. Phù Dung thấy chuông kêu vang liền mừng đến phát khóc, trong phòng khẽ thở phào một tiếng. Rầm, cửa phòng bật mở ra, Phù Dung vui mừng định ra hiệu cho người bác sĩ mới vào mau cứu Niệm Thâm. Thế nhưng ánh mắt đầy sát khí cùng ống tiêm 5 năm trên tay của anh ta khiến Phù Dung lạnh sống lưng. Người này không ổn, trong lòng vừa lóe lên suy nghĩ, tim của Phù Dung lập tức đập loạn lên, máu như chảy ngược về. Gã đàn ông nghe thấy tiếng chuông thì lập tức tái mét, hắn ta không thèm đóng cửa lại mà tiếp tục tiến sát đến bên cạnh giường của Phù Dung, tay giơ cao lên. Phù Dung trợn mắt, trong lòng cầu khẩn, cô lăn người sang một bên, cánh tay ôm lấy Niệm Thâm trong lòng. Phù Dung dùng cả sức nặng của cơ thể để khiến bản thân rời khỏi giường, rớt xuống đất. Bịch, cả người Phù Dung lập tức đau đớn, nhưng nó không bằng nỗi sợ trong lòng cô. Làm ơn, có ai không cứu cô, cứu Niệm Thâm? Gã đàn ông sau khi đâm hụt lần thứ nhất, ống kim tiêm đâm vào niệm giường khiến nó gãy ngang. Mặt gã lập tức giận dữ, khẽ rít qua kẽ răng. Hắn quay người lại, nhìn về phía Phù Dung đang ôm Niệm Thâm, khó khăn lăn xuống giường bệnh mà trốn đi. Gã điên cuồng hất tung luôn cả giường bệnh. Phù Dung không còn chỗ nấp, gương mặt đã trắng, ngày càng thêm tê dại. Cô cuộn tròn người, cố gắng bảo vệ Niệm Thâm ở trong lòng. Chết đi. Gã đàn ông thấy Phù Dung đã không còn chỗ trốn, càng không có sức mà phản kháng lại anh, môi nhếch lên, dùng hết sức mà nâng chân, muốn đạp mạnh vào người Phù Dung. Hôm nay hắn chắc chắn phải giết người đàn bà này. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Phù Dung nhắm chặt mắt lại, cả người run lên. Lạch bạch lạch bạch, sau đó là những tiếng bước chân chạy gấp gáp. Phù Dung không cảm thấy đau đớn trên người, mà lại nghe thấy tiếng la đau đớn, tiếng đánh đấm. Sau đó cả người cô bị lật lại, gương mặt sợ hãi của từng ứng viên hiện lên trước mắt cô. Phù Dung, em không sao chứ? Từng ứng viên run rẩy hỏi. Phù Dung có thể cảm nhận được cả người anh đều run lên vì sợ. Ngưng viên, cứu tiểu niệm. Phù Dung bật khóc, nước mắt khiến tầm nhìn nhòe đi. Câu nói thều thào của Phù Dung khiến từng ngưng viên giật mình, vội vàng nhìn lại về hướng Niệm Thâm. Con bé bị Phù Dung ôm chặt lấy trong tay, cả người đỏ bừng. Từng ngưng viên vội vàng bế thốc Niệm Thâm lên, đặt lại giường bên cạnh, gào lớn lên. Bác sĩ đâu? Mau vào đây. Đám người bác sĩ, y tá lập tức chạy ùa vào bên trong phòng, bao vây lấy Niệm Thâm mà cấp cứu. Cô bé nằm ở ngoài lạnh quá lâu mà phát sốt, cơ thể không được khỏe càng khiến cho bệnh tình càng thêm nguy kịch. Phù Dung thấy Niệm Thâm được cứu chữa rồi thì thầm thở phào một hơi, đau đớn cả người bắt đầu quay trở lại. Khi nãy vì đánh bạo mà lăn người, kim tiêm trên cổ tay Phù Dung bị kéo ngược ra, rạch trên tay cô một vệt dài, máu không ngừng chảy. Những dây dợ đang cắm xung quanh người vì cú ngã mà cũng đứt phượt, ống thở xiên vẹo. Cả người của Phù Dung nhìn thật kinh khủng, vết thương lớn nhỏ đầy khắp. Phù Dung, em có sao không? Từ ngưng viên cũng từ bên phía Niệm Thâm mà chạy về lại xem xét Phù Dung. Khi nhìn thấy hình ảnh người con gái tàn tạ như vậy, lập tức hoảng sợ lại càng thêm tức giận. Anh bế Phù Dung dậy, đặt cô nằm lại ngay ngắn trên giường, sau đó bước nhanh đến chỗ gã đàn ông muốn giết Phù Dung khi nãy. Hiện tại hắn đã bị Lãnh Khiêm và vệ sĩ trói lại một bên. Khốn kiếp, ai sai mày làm chuyện này hả? Từ ngưng viên tống mạnh vào bụng của anh ta, hét lớn tra hỏi. Gã đàn ông mặc đồ bác sĩ cười lớn hai tiếng đầy ma mị,
sau đó thốt ra một câu. Rồi mày sẽ biết nhanh thôi. Tao hy vọng lúc đó mày còn mạng mà hỏi lại câu này. Hắn nói xong thì lập tức ngậm chặt miệng lại. Lãnh Khiêm đứng bên cảm thấy không ổn. Anh bước qua bóp mạnh cằm gã đàn ông nhưng quá muộn. Máu tươi chảy ra từ miệng hắn, đầu ngoèo sang một bên. Sếp, hắn cắn lưỡi tự sát rồi. Lãnh Khiêm nhăn mặt, buông tay ra rồi cúi đầu nói với Tường Ngưng Viên. Mặt của Tường Ngưng Viên đanh lại, không chút cảm xúc. Ánh mắt níu lại nhìn về gã đàn ông, sau đó bước nhanh lên vạch áo của hắn ra. Trên ngực trái là một hình xăm kim cương và con rết, như một ký hiệu nào đó. Điều tra cho tôi về hình xăm này. Tường Ngưng Viên trầm giọng ra lệnh, sau đó đẩy mạnh thân hình gã đàn ông, khiến hắn ta nằm vật ra sàn. Dọn dẹp đi. Vâng. Lãnh Khiêm gật đầu, sau đó hất cằm về đám vệ sĩ phía sau. Hai ba người đàn ông nhanh chóng khiêng xác chết người ám sát ra bên ngoài. Cả căn phòng bệnh lại trở về im lặng, chỉ còn động tác cứu thương của y bác sĩ. Phù Dung từ lúc tỉnh dậy tới giờ vẫn giữ trạng thái đờ đẫn. Ngoài câu nói bảo Tường Ngưng Viên cứu Niệm Thâm ra thì vẫn không nói thêm câu nói gì hết. Cả người trở nên vô hồn. Tường Ngưng Viên thấy Phù Dung trở nên như vậy thì rất đau lòng. Anh bước đến nắm lấy tay cô, hy vọng có thể khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của anh. Sự việc của Mạc Tử Thâm là Phù Dung tận mắt chứng kiến. Nỗi đau đớn đó chắc chắn không ai có thể hiểu thấu được. Nhưng Tường Ngưng Viên vẫn hy vọng Phù Dung có thể ban cho anh một ánh nhìn. Phù Dung. Tường Ngưng Viên thử cất tiếng gọi cô, thế nhưng ánh mắt của Phù Dung vẫn nhìn thẳng. Tường Ngưng Viên cảm thấy bất lực. Các vết thương trên người Phù Dung rất nhanh chóng được băng bó. Bác sĩ và y tá sau khi làm xong nhiệm vụ thì cũng rời đi. Niệm Thâm được tiêm thuốc hạ sốt, vẫn nằm một bên giường. Phù Dung lúc này quay đầu nhìn sang, ánh mắt nhìn chằm chằm về cơ thể cô bé. Tường Ngưng Viên hiểu ý liền đứng dậy, bế Niệm Thâm đặt xuống bên cạnh Phù Dung. Phù Dung cảm nhận được hơi ấm của con gái, cơ thể lạnh lẽo được sưởi ấm hơn một tí. Nỗi lo sợ được xua đi, cô bắt đầu lấy lại cảm giác của con người, cảm giác của sự sống. Nhưng rồi sau đó, những hình ảnh cuối cùng khi cô nhìn thấy trên xe cũng lập tức hiện về. Phù Dung vội vàng nhắm tịt mắt lại, nước mắt vẫn không nhịn được mà tuôn ra. Tường Ngưng Viên nhìn vẻ mặt đau khổ của Phù Dung, liền biết cô đang nghĩ đến chuyện gì. Bàn tay càng thêm siết chặt lấy tay cô, môi mím chặt, nhưng Tường Ngưng Viên vẫn không biết phải an ủi Phù Dung thế nào. Phù Dung hít một hơi thật sâu, một lần nữa mở mắt ra, trong mắt đã lạnh thêm không ít. Tường Ngưng Viên. Phù Dung khàn giọng mà gọi, bởi vì lâu không nói chuyện, giọng nói của cô cũng không nhận ra nổi nữa rồi. Tôi đây. Tường Ngưng Viên vội vàng lên tiếng. Tôi muốn anh giúp tôi tìm hiểu hai chuyện. Phù Dung nghiêng người, đưa bàn tay còn lại vuốt ve trên mặt của Niệm Thâm. Một là đám người đã truy sát ở nhà của Mạc Tử Thâm. Hai là Carlos Khương Vũ. Carlos Khương Vũ. Tường Ngưng Viên giật mình. Em đang nói đến giám đốc chiến lược của TGPT. Hắn ta thì có liên quan gì tới chuyện này? Hôm đó lúc chúng ta cãi nhau ở hầm xe, tôi đã nhìn thấy Khương Vũ chỗ bãi đậu xe. Hắn đi từ hướng xe của anh ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là xe hắn đậu gần bên cạnh nên cũng không để tâm. Hiện tại thì e là không trùng hợp như vậy được. Phù Dung thều thào, môi của Phù Dung trắng bệch, gương mặt vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lấy lại được vẻ sắc sảo. Còn đám người truy sát ở nhà Mạc Tử Thâm, nghĩ lại thì thấy bọn nó giống như đang cố tình thả cho anh chờ tôi đi. Bọn chúng đông như vậy, một thằng đứng chặn ngay xe hoặc phá hỏng xe của anh là chuyện nhỏ, vậy mà chiếc xe của anh vẫn có thể nguyên vẹn rời đi. Ngày hôm sau trong xe lại chứa bom. Tôi không chắc đâu mới là nguyên do thực sự, nhưng bọn họ và Carlos Khương Vũ là đáng nghi nhất. Tôi muốn người gây ra chuyện này phải đền mạng. Mạc Tử Thâm. Phù Dung nói đến đây thì cắn môi, không thể nào nói thêm được nữa. Dù là Carlos Khương Vũ hay đám người truy sát ở nhà Mạc Tử Thâm thì đây đều là một cái bẫy tinh vi đã được dựng sẵn cho Tường Ngưng Viên và cô, có thể là cả Niệm Thâm. Thế nhưng Mạc Tử Thâm lại trở thành kẻ chết thay. Phù Dung cảm thấy không cam tâm, càng không thể chấp nhận sự thật này.
Mạc Tử Thâm không đáng phải gánh chịu những thứ như vậy. Được, tôi đi ngay. Từ Ngưng Viên gật đầu, buông tay Phù Dung ra mà đứng dậy. Anh cũng hiểu ra được những gì Phù Dung đang suy nghĩ. Tử Thâm, anh ấy sao rồi? Tiếng nói của Phù Dung lại vang lên phía sau lưng, khiến bước chân của Từ Ngưng Viên khựng lại. Câu hỏi vừa thốt ra, nước mắt lại dâng lên trên hốc mắt của Phù Dung. Cô cứng rắn mà đè nén nó xuống. Lúc này không phải lúc cô nên khóc lóc Phù Dung. Vẫn chưa tìm thấy. Từ Ngưng Viên trầm giọng, gương mặt nặng nề nhưng lại không muốn khiến Phù Dung thêm lo lắng bèn nói. Nhưng em yên tâm đi, mạng của tên điên đó cũng không dễ dàng lấy như vậy đâu. Phù Dung mệt mỏi khẽ ừ một tiếng rồi nhắm mắt lại. Cô cũng thực sự hy vọng mọi chuyện có thể như lời của Từ Ngưng Viên nói. Từ Ngưng Viên khép cửa rời đi. Phù Dung ôm lấy Niệm Thâm vào lòng, cố gắng du mình vào giấc ngủ. Cô phải mau chóng khỏe mạnh, còn rất nhiều chuyện đang chờ cô giải quyết. Mặc Từ Thâm không có ở đây, cô phải tự mạnh mẽ bảo vệ mình, bảo vệ Niệm Thâm. Phù Dung nằm lại bệnh viện 3 ngày, đợi đến khi Tiểu Niệm hết bệnh hoàn toàn. Sau đó cô bất chấp sức khỏe của mình mà đòi xuất viện. Phù Dung, em ở lại theo dõi thêm mấy ngày nữa đi. Từ Ngưng Viên nhăn mặt, nhìn người con gái đang thu dọn đồ đạc ở bên cạnh mà nói. Anh cực kỳ phản đối quyết định xuất viện này của Phù Dung. Phù Dung hoàn toàn làm lơ đi Từ Ngưng Viên. Cô bước đến bên cạnh Tiểu Niệm, mặc thêm cho cô bé một chiếc áo khoác dày, rồi bế con bé xuống giường. Tiểu Niệm, mình về nhà thôi. Phù Dung mỉm cười, nắm tay con gái bước về phía cửa. Phù Dung. Từ Ngưng Viên lập tức chạy đến chặn trước mặt của Phù Dung, tức giận. Em đừng có ngoan cố nữa được không hả? Phù Dung bị Từ Ngưng Viên chặn đường, ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói không cảm xúc. Từ Ngưng Viên, hiện tại tôi rất bận, không rảnh mà đứng đây để đôi co với anh đâu. Tránh ra. Không tránh. Từ Ngưng Viên đứng thẳng người, cương quyết phản đối, sau đó lại khẽ thở dài, giọng nói mềm mỏng hơn. Em bận gì thì cứ nói tôi giúp làm cho, được không? Không được. Phù Dung lạnh lùng. Anh cứ lo chuyện mà tôi nhờ anh điều tra đi, còn lại thì đừng quan tâm nữa. Bên DSM có rất nhiều chuyện cần đích thân tôi xử lý, tôi không thể lãng phí thời gian của mình ở đây được. Phù Dung hiểu là Từ Ngưng Viên đang lo lắng cho cô, thế nhưng cô quả thật không thể nào yên tâm mà dưỡng thương được. Huống hồ những vết thương trên người này Phù Dung vốn chẳng để tâm đến. Em... Từ Ngưng Viên cảm thấy bất lực. Anh không muốn Phù Dung cứ phải vất vả như vậy, nhưng lại không biết phải khuyên nhủ Phù Dung thế nào. Sau khi Mạc Từ Thâm xảy ra chuyện, Phù Dung đối với anh càng lạnh lùng hơn, càng xa lánh hơn. Lần này nếu anh để Phù Dung đưa Niệm Thâm rời đi, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại cô. Mấy đứa làm cái gì mà đứng đây ồn ào vậy hả? Giọng nói bà Nghiêm vang lên. Sau đó bóng dáng của bà xuất hiện từ đằng sau Từ Ngưng Viên. Tiểu Niệm của bà đâu nào? Bà đến thăm con nè. Tiểu Niệm định đi đâu vậy? Bà Nghiêm nhìn thấy Niệm Thâm ăn mặc chỉnh tề, đi giày đứng bên cạnh Phù Dung thì lập tức nhào xuống chỗ cô bé mà hỏi. Tiểu Niệm cùng với mẹ về nhà. Niệm Thâm nhoẻn miệng cười với bà Nghiêm rồi trả lời cho bà Nghiêm. Về à? Bà Nghiêm bất ngờ, sau đó liếc nhìn qua Từ Ngưng Viên và Phù Dung đang căng thẳng, trong đầu suy nghĩ một chút, sau đó lại bật cười. Vậy chúng ta đi thôi. Về nhà của Tiểu Niệm nào. Bà Nghiêm nói xong thì bế luôn cả người Tiểu Niệm trên tay mà đứng lên. Phù Dung thấy hành động của bà Nghiêm thì lập tức hốt hoảng, vội vàng đưa tay ra ngăn lại. Bác. Phù Dung gọi xong thì có chút ngập ngừng, khó xử. Cháu phải đưa Tiểu Niệm về nhà cháu, không phải trở lại biệt thự của Từ gia đâu ạ. Ừ, ta biết mà. Đi thôi. Bà Nghiêm gật đầu, hào hứng dẫn đầu. Dạ. Phù Dung không hiểu kịp bà Nghiêm có ý gì. Cháu tự đưa Tiểu Niệm về là được rồi, không cần phiền bác đi tiễn đâu ạ. Phù Dung chỉ có thể nghĩ ra được mỗi lý do này mà thôi, chứ không thì sao bà Nghiêm vẫn cứ bế Niệm Thâm trên tay không chịu buông ra thế này. Cái đứa ngốc này, ai bảo ta muốn tiễn hai mẹ con cháu ra xe chứ. Bà Nghiêm nghe lời nói của Phù Dung xong thì cười rộ lên, trong mắt tràn đầy cưng chiều đối với cô. Đi nào, ta cùng qua chỗ ở của hai mẹ con cháu ở luôn mà.
Cũng may là hôm nay ta có đem đầy đủ đồ dùng đấy. Cái gì? Phù Dung hô lớn lên, không thể nào hiểu nổi. Bác muốn qua nhà cháu ở á? Đúng vậy. Bà Nghiêm gật đầu một cách chắc chắn. Cháu còn đang mệt như vậy, lại chỉ có một mình, chăm sóc con nít cực lắm đấy. Dù sao thì ta cũng không có chuyện gì để làm, để ta qua chăm Tiểu Niệm giúp cho cháu. Không, không cần đâu ạ. Phù Dung hoảng sợ, vội vàng lắc đầu từ chối. Trong thâm tâm Phù Dung không ngừng kêu gào, đùa gì vậy chứ, cô không muốn mẹ của Từ Ngưng Viên sống ở trong nhà mình đâu. Khoảng thời gian trước đó cô đã trải nghiệm đủ lắm rồi. Cháu có thể chăm sóc tốt cho Tiểu Niệm mà. Phù Dung nói thêm một câu thể hiện thái độ của mình. Dù thật ra đối với việc chăm sóc Tiểu Niệm, cô chắc chắn phải thực sự cố gắng. Trước đến giờ đều là Mạc Tử Thâm giúp Phù Dung chăm sóc. Khi nãy không phải cháu bảo bên công ty có rất nhiều chuyện phải đích thân xử lý sao? Một mình cháu làm sao có thể làm tốt cả hai chuyện được. Cứ để cho ta chăm sóc Tiểu Niệm giúp cho, bảo đảm con bé ăn ngủ khỏe khoắn. Cháu có thể yên tâm xử lý việc của mình rồi. Khi nào cháu có thời gian nhiều hơn rồi thì ta sẽ giao Tiểu Niệm lại cho cháu là được chứ gì. Bà Nghiêm lập luận chắc chắn, thuyết phục Phù Dung một cách bài bản không thể bắt bẻ. Sau đó bà còn liếc nhìn sang Từ Ngôn Viên đang đứng ngơ ngẩn bên cạnh, huých tay vào người anh một cái, gương mặt đầy vẻ không hài lòng. Bà đang cố gắng giúp Từ Ngôn Viên theo đuổi Phù Dung, vậy mà cái thằng ngu này cứ đứng chơi ra bên cạnh là sao chứ, thật là khiến bà tức chết mà. Phù Dung ngẫm nghĩ lại lời bà Nghiêm nói, cảm thấy thực sự có lý. Thế nhưng cô vẫn cảm thấy việc bà Nghiêm đến ở chung với mẹ con cô không tốt lắm thì phải. Cô cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản như vậy. Nhưng mà Phù Dung, không phải em muốn làm thủ tục xuất viện sao? Đi nhanh nào, nếu không thì hết giờ làm thủ tục đó. Từ Ngưng Viên sau khi bị bà Nghiêm liếc một cái, suy nghĩ trong đầu lập tức được đà thông. Anh đã hiểu ra ý mẹ anh muốn làm là gì rồi. Vì vậy mà Từ Ngưng Viên nhào lên, cắt ngang lời Phù Dung mà nói. Sau đó thì đưa tay kéo Phù Dung ra khỏi phòng bệnh. Phía sau bà Nghiêm vui vẻ bế Niệm Thâm đi theo. Này, Phù Dung bị Từ Ngưng Viên kéo tay mà bực mình, vội vàng hất anh ra. Tôi tự đi được rồi. Ừ, đi thôi, tôi giúp em gọi y tá đến làm thủ tục. Từ Ngưng Viên bị Phù Dung hất tay, không những không giận mà còn phì cười. Anh nhanh chân bước về phía trước, bộ dạng sốt sắng muốn giúp Phù Dung làm thủ tục nhanh nhất có thể. Phù Dung nhìn bộ dạng này của Từ Ngưng Viên thì lập tức khó hiểu. Không phải khi nãy Từ Ngưng Viên còn sống chết ngăn chặn việc cô muốn xuất viện sao? Sao bây giờ lại trở nên nhiệt tình như thế này nhỉ? Phù Dung cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà bị Từ Ngưng Viên và bà Nghiêm lôi kéo. Làm xong thủ tục, lên xe của Từ Ngưng Viên chạy về hướng chung cư của cô. Đến tận lúc cả đám người bước vào trong căn hộ mà Phù Dung đang đứng tên cô vẫn chưa hiểu ra vì sao Từ Ngưng Viên lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Đêm đầu tiên xuất viện, ở nhà Phù Dung có thêm một vị khách không ngờ tới. Bà Nghiêm tự nhiên mà chọn phòng khách, rồi bế Niệm Thâm vào ngủ trước. Từ Ngưng Viên ngồi chơi một lúc, rồi lại tự giác ra về mà không cần chờ Phù Dung đuổi. Cô lại càng cảm thấy chuyện này kỳ quái hơn. Cả căn phòng khách khi nãy còn ồn ào, giờ đây chỉ còn lại một mình Phù Dung ngồi trên đó. Thôi kệ vậy, dù sao đúng thật sắp tới mình sẽ rất bận rộn với những công việc ở DSM. Có mẹ Từ Ngưng Viên ở đây, mình cũng bớt lo cho Niệm Thâm hơn. Phù Dung thở dài, tự an ủi bản thân mình cho những việc xảy ra trước mắt. Cứ như thế, sự việc mẹ của Từ Ngưng Viên sẽ đến sống chung với Phù Dung đã không thể thay đổi được. Sáng ngày hôm sau, khi Phù Dung bước ra khỏi phòng ngủ thì đã nghe thấy những tiếng cười khanh khách của Niệm Thâm vang lên. Mami, mami, lại đây ăn sáng với con đi ạ. À? Tiểu Niệm đang ngồi ở bàn ăn, thấy Phù Dung thì liền hào hứng vẫy vẫy tay. Phù Dung mỉm cười, bước vào trong bếp thì mới thấy rõ, trên bàn ăn còn xuất hiện thêm Từ Ngưng Viên và bà Năm. Phù Dung, cháu dậy rồi à? Để ta múc mì cho cháu nhá. Bà Năm đứng ngay quầy bếp, thấy Phù Dung vào thì nhanh chóng lấy thêm tô mà làm thức ăn. Cháu cảm ơn. Phù Dung hơi ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu cảm ơn bà Năm. Cô không ngờ mới sáng bà đã sang nhà cô nấu ăn như vậy. Tiểu Niệm, sao hôm nay con dậy sớm thế? Phù Dung ngồi vào bàn, sát bên cạnh Niệm Thâm. Cô đưa tay ra khẽ véo má con gái mà hỏi. Dạ, Tiểu Niệm dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho mami đó. Hôm nay mami ăn thật nhiều nhiều luôn nha. Con nấu? Phù Dung bất ngờ. Đúng đó, Tiểu Niệm giỏi lắm nha. Con bé biết cháu mấy ngày hôm nay ở bệnh viện không ăn uống tốt,
nên có ý muốn làm đồ ăn sáng cho cháu đó. Bà Nghiêm ngồi bên cạnh liền phụ họa cho Niệm Thâm. Bữa sáng ngày hôm nay là do bà Năm và Tiểu Niệm nhà ta cùng nhau thực hiện đó. Phù Dung nghe thấy mẹ của Tướng Ngưng Viên nói như vậy thì càng trở nên kinh ngạc hơn. Cô nhìn chằm chằm vào con gái mình, cô bé chu môi trúng chím, mắt long lanh vô tư. Mami, mami, con giỏi không? Mami khen con đi. Bộ dáng tranh công đòi được thưởng này của Niệm Thâm khiến Phù Dung phải bật cười. Cô vuốt đầu cô bé, khen thật lòng. Ừ, Tiểu Niệm của mẹ là giỏi nhất. Niệm Thâm lập tức cười híp cả mắt lại. Bà Năm cũng nhanh chóng bưng bữa ăn sáng đã chuẩn bị từ trước ra. Trên bàn ăn ngập tràn niềm vui. Duy chỉ có một chuyện duy nhất, Phù Dung và Thường Ngưng Viên không nói chuyện với nhau. Có mấy lần Thường Ngưng Viên cố gắng bắt chuyện, nhưng Phù Dung đều viện cớ mà lơ đi. Cô chỉ chăm chú ăn sáng mà chơi đùa cùng với Niệm Thâm mà thôi. Ăn sáng xong, bà Năm tranh việc rửa bát không cho Phù Dung đụng vào. Phù Dung đã cố muốn vào phụ nhưng cứ bị bà đẩy ra ngoài. Cháu cứ ra chơi với Tiểu Niệm đi, để đây bác làm cho. Khi nãy Tiểu Niệm có dính thức ăn trên tay đó, cháu đưa bé đi rửa đi nhá. Dạ vâng. Phù Dung không tranh lại được bà, nhìn trong bồn rửa cũng chỉ có ít chén bát nên cũng không giành nữa. Cô ra bên ngoài, tiến đến chỗ Niệm Thâm mà bế con bé lên đi vào nhà vệ sinh gần đó. Mami, hôm nay mami ăn có ngon không? Giọng nói non nớt của Niệm Thâm vang lên bên cạnh tiếng nước chảy. Ngon lắm. Phù Dung vẫn chăm chú rửa tay cho con gái, mỉm cười trả lời. Vậy hôm sau Tiểu Niệm lại dậy sớm phụ bà Năm nấu ăn cho mami nhé. Niệm Thâm hào hứng rồi lại thè lưỡi đầy ngại ngùng. Dù rằng con chỉ có đứng ở một bên thôi, bà Năm làm hết mất rồi. Phù Dung phì cười, tắt nước, lấy khăn mặt lau tay cho Niệm Thâm. Không sao, Tiểu Niệm như vậy là quá giỏi rồi. Nhưng mà mấy hôm sau Tiểu Niệm không cần phải dậy sớm như vậy nữa đâu. Con cứ ngủ thật ngon là mẹ vui rồi. Dạ, Niệm Thâm ngoan ngoãn nghe lời. Mẹ không thích bé dậy sớm, vậy thì bé sẽ cùng với bà Năm nấu bữa tối cho mẹ là được rồi. Niệm Thâm nghĩ đến đây liền cười ngô nghê vui vẻ. Tiểu Niệm này. Phù Dung thấy con gái cười thì cũng cười theo, nhưng trong lòng vẫn không yên tâm lắm. Con chơi với bà Nghiêm có vui không? Dạ vui ạ. Con thích bà Nghiêm ở lại đây với con không? Phù Dung lại đổi câu hỏi. Dạ thích ạ. Niệm Thâm gật mạnh đầu, sau đó hỏi lại. Mami không thích bà ạ? Không phải. Phù Dung lắc lắc đầu, ôm lấy con gái mình vào lòng, rồi chậm chậm bước ra ngoài. Mẹ chỉ lo con ở nhà một mình buồn thôi. Mấy ngày nay mẹ phải đi làm lại. Bố, ở nhà không có ai, con ở chơi với bà Nghiêm được không? Phù Dung định nói về việc Mạc Tử Thâm lại không có ở đây, nhưng lại không thể nói ra tiếp được. Cô không muốn nhắc lại chuyện buồn trước mặt Niệm Thâm nên bỏ qua. Dạ được ạ, bà Nghiêm đối với con tốt lắm, con cũng thích chơi với bà nữa. Mẹ đi làm thật tốt, rồi tối về chơi với Tiểu Niệm nhé. Niệm Thâm ôm chặt lấy cổ của Phù Dung mà thủ thỉ. Bé cũng rất thích được mẹ ở bên cạnh, nhưng mà mẹ bận lắm, Niệm Thâm không muốn khiến Phù Dung buồn. Ngoan lắm. Phù Dung ôm chặt Niệm Thâm hơn, khẽ vỗ nhẹ trên lưng cô bé. Niệm Thâm có bà Nghiêm chăm sóc, con bé cũng thích bà. Phù Dung đã có thể yên tâm mà giao Niệm Thâm cho bà Nghiêm rồi. Bác. Phù Dung bước đến phía sau lưng cái sofa. Tướng Công Viên và bà Nghiêm đang ngồi trên đó. Ây à, Tiểu Niệm của bà rửa tay xong rồi đó à? Bà Nghiêm quay lưng lại, thấy Phù Dung bế Niệm Thâm đi tới thì lập tức đứng dậy mà đón lấy Niệm Thâm ôm vào lòng. Cháu phải đi làm rồi, phiền bác chăm sóc Tiểu Niệm giúp cháu nha. Phù Dung buông Niệm Thâm ra, chân thành gửi gắm bà Nghiêm. Được, yên tâm đi, cứ giao cho ta, đảm bảo ăn ngủ khỏe mạnh. Bà Nghiêm ôm lấy Niệm Thâm, yêu thích không ngừng, miệng cười không khép lại được. Cháu cảm ơn. Phù Dung cúi đầu. Còn bé này, cảm ơn cái gì chứ, mau đi làm đi, coi chừng muộn bây giờ. Bà Nghiêm phất tay rồi lại đá mạnh vào chân Tướng Ngưng Viên. Để Ngưng Viên đưa cho đi làm cho kìa, đỡ phải mất công lái xe. Dạ không cần đâu ạ. Phù Dung ngẩng đầu dậy, lắc đầu, sau đó tạm biệt Niệm Thâm rồi đi thẳng ra ngoài cửa mà không chờ Tướng Ngưng Viên. Phù Dung, Phù Dung. Tướng Ngưng Viên thấy Phù Dung bỏ đi
lập tức chạy sau lưng cô mà gọi. Bà Nghiêm nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ lắc đầu. Đứa con trai ngốc này của bà phải còn cố gắng nhiều đây. Nhưng bà Nghiêm chỉ cảm thán cho Từ Ngưng Viên một chút, rồi lại trở lại vui vẻ mà chơi đùa với Niệm Thâm. Bà có đứa cháu đáng yêu như thế này là được rồi. Việc Từ Ngưng Viên theo đuổi Phù Dung thì cứ để nó tự xử đi. Phù Dung, chờ tôi với. Từ Ngưng Viên chạy nhanh lên đuổi kịp Phù Dung, rồi kéo lấy tay cô lại. Buông ra. Phù Dung khó chịu mà hất tay của Từ Ngưng Viên ra. Anh làm gì mà lôi lôi kéo kéo như vậy hả? Ai bảo em không chịu chờ tôi. Từ Ngưng Viên thở dài. Tôi đưa em đi làm. Không cần. Phù Dung lạnh lùng từ chối, bước thẳng vào thang máy. Không phiền đâu mà, dù sao thì cũng tiện đường. Tôi đưa em đến DSM, rồi đến TG Fitech làm việc luôn. Từ Ngưng Viên vẫn không từ bỏ, nhanh chân chen vào trong thang máy với Phù Dung.